nay với chương trình và các bạn cùng nhau ngồi tại đây. Chương trình định hướng nghề nghiệp đã được các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô tổ khối chuyên môn và đã cùng với các con xây dựng trong 3 năm học vừa qua, từ năm lớp 10, lớp 11 và nay đến lớp 12. Đây là một chương trình hoạt động không tập thể hiện vào thực tế. Buổi chia sẻ hôm nay nhận được cái sự đón tiếp và nhận được cái sự tiếp nhận rất tích cực và hồ hởi của các bạn học sinh, thì điều đấy cũng tiếp thêm động lực tôi đi theo cái học sinh. Và đây là một cái tín hiệu rất là tốt khi mà Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang đưa cái mô hình, đưa cái phong cách kiến trúc bền vững vào để ứng dụng cái việc, ngoài cái việc chia sẻ về định hướng ngành nghề cho các bạn, thì ở đây chúng tôi cũng có muốn truyền tải đến cái nội dung về cuộc sống, về cái ý nghĩa trong công việc, trong cuộc sống của các bạn, là cái công việc nào không quan trọng, quan trọng nhất là chúng ta được làm gì, và chúng ta làm công việc bằng cái sự tử tế, bằng tâm thế, bằng cái sự đóng góp cho cá nhân và cho xã hội, thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái niềm hạnh phúc trong công việc. Và tôi cũng bất ngờ khi mà các em học sinh dù chỉ mới lớp 12 nhưng các em rất sôi nổi và các em rất cảm nhận từ đó, và cũng có nhận được một số những cái ánh mắt mà các em ủng hộ và các em chia sẻ rất tâm tư cho cái cách rất thật lòng và đầy tâm tư. Bản thân các bạn cũng chính là thế hệ tương lai, và khi mà cái kiến thức và cái cảm nhận của các bạn tốt về cái ngành nghề kiến trúc nói riêng, thì tất nhiên là khi sau này thì nó cũng chính là cái cơ sở để cho kiến trúc ngày càng tốt đẹp hơn. Bản chất là các công trình kiến trúc thì cũng có con người, và con người cũng ứng xử lại với công trình kiến trúc. Vì vậy cái buổi chia sẻ và cái buổi tọa đàm ngày hôm nay nó là cái buổi hết sức ý nghĩa. Các bạn học sinh có một nhận thức một cách phổ quát hơn về kiến trúc, về văn hóa, về cuộc sống, về công việc và về định hướng của mình trong tương lai. Xin chào các bạn, ngày hôm nay những học sinh khối 12 của trường phổ thông liên cấp Vinschool Smart City đã có một ngày trải nghiệm vô cùng đáng nhớ tại công ty kiến trúc HOH với chủ đề Vinschool kiến tạo xanh trong công nghệ thiết kế. Khi vừa đến đây thì chúng mình đã được có cơ hội được trò chuyện và giao lưu cùng với kiến trúc sư Đỗ Kim Cương. Chú đã cho mình rất nhiều những bài học và những kiến thức quý báu của chú về ngành kiến trúc và cách vận hành một doanh nghiệp như thế nào. Qua đây thì mình nghĩ rằng nó không chỉ những kiến thức ngày hôm nay chúng mình lĩnh hội được không chỉ giúp ích cho những bạn mà có đam mê với ngành kiến trúc, mà còn vô cùng bổ ích với những bạn, với các bạn khác, bởi nó sẽ áp dụng rất nhiều vào đời sống của chúng mình sau này. Ngoài ra thì mình còn được tham quan doanh nghiệp của chú, nơi mà mình được quan sát thấy từng bộ phận cửa hàng ra sao trong một doanh nghiệp. Thật sự mình thấy buổi trải nghiệm ngày hôm nay vô cùng lý thú và bổ ích. Con cảm ơn các thầy cô rất nhiều đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội trải nghiệm như thế này, và hy vọng rằng trong những lần sau chúng con sẽ được có những trải nghiệm thú vị và bổ ích hơn nữa ạ.